Tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép ạ. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác một cái lô đẩy xóa sắt, hàng cực kỳ là xịn luôn, hàng cực đẹp, cực xịn và giá cực kỳ là tốt. Con đẩy này là tên là CIF, model là TA18F, một dòng đẩy thương hiệu CIF đến từ Mỹ các bác nhá, hàng đẩy công nghệ của Mỹ. CIF thì các bác đều đã có nổi tiếng rồi, đều rất chi là quen thuộc. Đây là một cái thương hiệu của người Mỹ sản xuất. Thì dòng đẩy CIF, loa CIF, mic CIF và thậm chí là vang CIF là một trong những cái thiết bị về âm thanh karaoke không còn xa lạ đối với những cái người tiêu dùng người Việt Nam mình. Thì những cái hàng mà do người Mỹ người ta làm chủ, người ta công nghệ của Mỹ thì cái chất lượng của đó các bác không cần phải suy nghĩ và phải đắn đo. Vì đây là một trong những cái dòng thương hiệu đã được người tiêu dùng khẳng định, không cần phải quảng cáo nhiều về cái thương hiệu này nữa. Về cái lô đẩy này thì bên em về cái số lượng nó cũng không có nhiều ạ. Có 5 con thôi các bác ạ, 5 con. Tức là thực ra thì bên em về cái lô này nó tổng cộng là nó hơn chục con. Nhưng mà cái hàng này nó nặng quá, em lười bê vào đây để em quay, em chỉ quay thử 5 cái thôi. Thì cái điều trước tiên em muốn nói là cái đẩy này em chỉ là phục vụ khách bán lẻ, không bán thợ, cho nên mà các bác thợ vui lòng là không gọi em, vì thực sự là có những cái bác thợ cũng là mối quen, nhiều khi là cứ nài nỉ là không để thì rất chi là nễ, mà để thì thực sự là nó cũng cái dòng đẩy này bên em không muốn để bán thợ, tại vì là nó lâu với lấy được một cái lô đẩy mà nó đẹp như thế này, mà thực sự là nó đẹp, phải đẹp xuất sắc. Cho nên mà muốn để bán lẻ để kiếm một vài đồng, chứ thực ra để bể bán thợ thì nó không bỏ công, tức thực sự là thế. Con chó này đi ra đâu? Thì lô đẩy này thì đấy em vừa bóc đấy, cái này là đẩy bữa nay là ngày 23 tháng 4 đấy, 23 tháng 4 sáng nay em vừa về lô này. Bác nào mà xem trên livestream của em hoặc Xuân Tóc Đỏ ấy, thì đều thấy cái đẩy này bên em đã về sáng nay đấy, về sáng nay. Thì thực ra là cái lô đẩy này em mới bóc bao là chưa thèm vệ sinh luôn. Khẳng định là các bác là không hề vệ sinh gì mà em đem vào đây em quay luôn cho các bác. Phải nói là đẹp xuất sắc, các bác nhìn thấy thứ nhất là về mặt của nó. Không, hầu như là không có lớp bụi nào nó bám ở đây các bác nhé. Đấy, các bác thấy không? Cứ cái mặt của nó ấy càng này. Đấy, hàng là đẹp. Mặt mũi của nó thì sáng tinh, sáng quắc, mặt phay nhôm. Phay nhôm sáng sạch sẽ luôn, cực kỳ là sáng. Rất chi là đẹp luôn. Đấy các bác thấy. Quá đẹp luôn. Đấy, mặt phay nhôm cực kỳ là đẹp. Không có con nào bị cong tai, cong vênh cái gì hết. Đấy. Cái điều một điều rằng là cái chàng hiểu là cái hàng mà từ người ta vận chuyển từ bên Trung Quốc về không phải đóng gói cẩn thận, không phải xốp xếp gì mà nó về đến đây mà nó đẹp như thế này, mà chàng hiểu tại sao bên bưu điện hoặc bên Viettel Việt Nam mình em đóng rất kỹ mà quăng vẫn méo được, mà đúng là người Việt Nam mình quá là giỏi, khỏe, người đó là khỏe và ác chiến hơn người Trung Quốc. Họ Trung Quốc họ vặt không hư được, nhưng về Việt Nam mình xốp cả gì vặt vẫn hư. Đấy. Thì cái lô đây thì đây. Về chi tiết thì về mặt của nó thì các bác ta thấy là mặt là phay nhôm. Cái nhôm cực kỳ là dày, nó tơi vào tầm khoảng 3 ly. 3 ly các bác nhá. 3 4 ly, đấy, nhôm cực dày luôn. Các cái tay cầm xoay quay sách của nó đều sạch sẽ hết. Cái mặt trên của nó đây. Có thấy là nó cũng không có bị chảy xước quá nhiều đấy, không bị chảy xước gì cả, vận chuyển về đấy nó thấy là đang còn rất đẹp, không hề có dấu hiệu của bị dỉ xét. Chẳng qua nó có một vài cái điểm mà nó xước xước một tí thì cho chẳng qua là do vận chuyển nó không đáng kể. Nội thất của nó quá là đẹp, phải nói là cực đẹp. Này chúng ta chỉ thấy là một cái lớp bụi nó rất mỏng ở phía trong này đấy, nó thấy hàng bãi thì nó em chưa vệ sinh mà thì nó đang còn bụi thế này, nhưng mà chúng ta để ý những cái máy móc của nó này, toàn bộ này không, hầu như là không có bụi, các bác thấy không? Em bác thấy không hề có bụi. Đấy. Cái đẩy xoa sắt đây thực ra em cũng đã nhập một số lần rồi, nhưng mà về thực sự là bên em phải bán, gọi là bán bỏ lại cho thợ, bên em không dám để bán lẻ, tại vì mạch thì xoa sắt thì đang còn đẹp đấy, nhưng mà cái mạch này này nó bụi, nó bám vào trong đây, vệ sinh cả gì nó cũng không sạch được, nó bám hoặc là nó xỉn màu thành ố vàng luôn đấy. Đấy. Cái lô những cái đẩy như thế thực sự là rất chỉ là ngại. Nhìn nó mặc dù là có thể vệ sinh nó sạch đi nhưng mà nó vẫn là tốt, nhưng mà nhìn mạch nó tóm lại là em cũng đã không thích rồi. Thì những cái lô như thế là như năm ngoái bác nào để ý là em có một cái lô đẩy Martin 4.2
cái lô nó sau đó em không bán lẻ, em bán thợ luôn, tại vì là em nhìn cái mạch của nó, mặc dù là zin nhưng mà tóm lại là nó đã dùng rồi mà nó đã cảm thấy là những cái ố vàng nào là khói thuốc lá gì nó bám lên nó ố hết vàng hết rồi, chất lượng nó kém mà nhìn nó không sướng, nên là em bán thợ luôn, em không bán lẻ được. Cho nên một cái lô năm ngoái các bác để ý là em về khá là nhiều, tuy nhiên em không đang bán lẻ, em bán thợ hết luôn. Thì con này là nguồn của nó là nguồn 20, nguồn 19, máy 2U, nguồn đấy là nguồn đồng xịn các bác nhá. Đây này, cái dòng mà máy xịn các bác để ý là nó luôn luôn có cái vòng khử tử bảo vệ đây này, đấy, cái vòng này vòng sắt này. Cái vòng này em cũng đã giới thiệu nhiều rồi, đây không phải là cái vòng mà nó để trang trí hoặc là nó làm gì cả, nó chẳng qua mà nó có tác dụng của nó đấy. Tác dụng của nó là nó khử cái từ, vì chúng ta biết là nhằm qua cái biến thế này nó sẽ có sinh ra từ trường. Từ trường là nếu mà nó ảnh hưởng đến sang cái từ trường mà nó không bị khử á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái khu vực mạch tín hiệu này, nó làm là nhiều tín hiệu. Thì nó có cái vòng này thì nó sẽ bị khử, tức là từ trường nó chỉ hoạt động ở trong này, nó bị ra ngoài đây là nó bị triệt tiêu. Nó có cái vòng này nó tác dụng là thế. Chứ còn thực ra đây, nhiều bác lại không biết, lại cứ nghĩ rằng đây là cái vòng này là nó để nó bảo vệ cái nguồn, bảo vệ cái nguồn thì không bị va chạm hoặc gì, tóm lại là nó cái nguồn nó nằm ở bên trong này không cần bảo vệ. Đấy. Con này nó chạy 8 tụ, 8 tụ là em cũng chưa tháo là tụ gì, 8 tụ máy này chắc là tụ nó lớn ấy, em cũng không chưa tháo cái bo này ra, không biết là tụ gì, nhưng mà 8 tụ tụ 4 chân. Đấy, chúng ta thấy không? Con này là chạy 16 sò Mexico và ngoài ra là sò than thì nó để bù áp nữa. 16 sò sò than thì có 1 2 4 5 6 7 8 8 sò than, 16 sò than và 16 sò sắt các bác nhá. Chúng ta đến này 1 2 4 1 2 6 16 sò than và 16 sò sắt. Đấy, chúng ta đấy. Con này là nó chạy như thế. Thì phải nói là cái dòng này là các bác để ý là con này là nó chạy điện hai cầu các bác ạ. Đấy, chúng ta có hai dòng điện vào, hai cầu điện, cho nên mà con này cực kỳ là khỏe luôn. Nếu như bình thường chúng ta để ý là những cái dòng máy mà nó chạy điện một cầu, chạy điện một cầu tức là không có điện bù áp, nó chỉ có một điện vào để nó chạy công suất thôi, thì là con nó sẽ yếu. Nhưng con này là nó có hai cầu, một cầu điện chính và một cầu để bù áp. Đấy, chúng ta thấy từ cái dây điện tín hiệu của nó là cực kỳ là chất lượng. Đấy, phải nói là lô hàng này cực kỳ là đẹp, chất lượng. Em phải nói là em về ngay khi em bóc cái bao ra là em đã kết luôn là cái bộ nội thất của nó, phải nói là đẹp long lanh luôn. Đấy, em không nói điều cái này này, các bác để ý này, cái quạt của nó đang khá là bẩn nên em chưa vệ sinh, có thấy không? Đấy, cái quạt của nó này, tuy nhiên là cái quạt thì bẩn nhưng mà máy của nó rất là sạch sẽ luôn, sạch sẽ. Mà đây là một cái dòng đẩy xịn thương hiệu. Đấy, bên đây chúng ta thấy này, em chưa tháo hết. Chúng ta thấy là những con đẩy nó đều đang còn những cái tem niêm phong của hãng, chúng ta thấy tem bảo hành ấy. Nghe này, tem này, như con này là em tháo này, em tháo ra thì nó rách tem này để em tháo này. Còn đây là những cái tem nguyên bản của họ. Đấy, chúng ta thấy tem nguyên bản này, tem bảo hành ấy. Phía sau của nó thì chúng ta để ý rằng là đây, do vận chuyển này cái này nó cong lên một tí, tuy nhiên là cái này bên em sẽ trước khi gửi sẽ nắn đẹp hết cho các bác thôi. Đấy, phải nắn hết chứ không để cong như thế này. Con này nó chạy một cái quạt gió phía sau và một quạt gió phía trước ạ. Nó chỉ chạy quạt 8 cm một loại. Đấy, tem này. Số seri các bạn thấy. Số seri mỗi một con đấy là nó đều có một cái số seri, đấy. Con này là 022 này, con này là 029 này. Đấy. Dây nguồn của nó thì cực kỳ là lớn. Đấy, dây nguồn lớn. Con này thì nó đây, chúng ta sẽ thấy rằng là con này là sẽ có này. Cái con nút này là nút cắt tần số thấp này. Đấy. Đấy, HPF và LPF này, chúng ta sẽ cắt tần số thấp, cắt tần số cao được này. Đấy. Cái này là đấu mát này. Cái này là điện thế ra này, thì chúng ta cứ để về 0.77 nhé. Cái này là đánh được cả 4 ohm này. Tức là 4 ohm hoặc 8 ohm. Đấy, dưới 4 ohm là nó sẽ báo clip, con này có mạch bảo vệ các bạn. Quá tải nó sẽ tự ngắt. Clip mode mode này. Brightstep đánh chọc kênh hoặc là đánh riêng từng kênh một thì nó cũng giống như những cái đẩy khác. Limit này, chúng ta đây là cái mà báo quá công suất này. Bật thời tắt này. Bật và tắt bằng cách là chúng ta bật cái mà giới hạn công suất này, chúng ta bật hay không chúng ta sẽ nhấn vào trong. Nhấn vào đây thì nó sẽ bật. Khi mà quá công suất thì nó sẽ ngắt. Đấy. Con này nó có tác dụng. Nói chung là dòng đẩy này thì các bác không phải lo về chất lượng ạ, cực kỳ là đẹp luôn. Đẹp lắm ấy. Em nói sẽ khẳng định là thế.
Về công suất của nó. Công suất của nó thì con này về công suất thì công suất của nhà sản xuất công bố thì là con này là 550W các bác nhá. 550W một kênh ở 8 ohm. Và là con đấy này thì là 900W ở kênh 4 ohm. Chúng ta đủ để đánh những cái loa gì? Những cái loa bé không thèm nói rồi. Đánh được hai cặp full 30. Ok, căng đét luôn là thoải mái, đánh bung đít, bung gọi là đánh sổ côn luôn đấy. Hai cặp hoặc là đánh full 40. Ok luôn. Tức là một cặp full 40 hoặc hai cặp full 30. Chúng ta đánh tẹt ga luôn. Con này đảm bảo là đánh thoải mái luôn. Thì con này là chạy xòa sắt các bác nhá, xòa sắt, tức là mạch class H, con này là gọi là mạch class H các bác nhá. Đấy, nguồn lớn, nói chung là dòng máy chất. Về cuối cùng là giá của nó. Giá của nó thì em sẽ nói luôn. Giá như cái con này 2 năm trước, 1-2 năm trước thì cũng có một số bác bán rồi, nó rơi vào tầm 6,5 triệu. 6,5 triệu thì các bác biết là các năm trước thì thứ nhất là tiền tệ nó thấp, tiền nó thấp, biên nó dễ, hàng nó không bị như mấy năm nay. Mấy năm nay thì bên buôn năm thanh bãi các bác đã biết rồi, là hàng khó về, biên lên, tiền chung lên, khá lên. Tuy nhiên giá của em bây giờ và 2 năm trước em khẳng định vẫn để cho các bác trong giá cũ. Hàng đẹp, giá đẹp luôn là 6,500,000 đồng một con các bác nhá. 6,5 triệu một con thôi ạ. Đấy, giá đảm bảo với các bác là rẻ bất ngờ luôn. Bằng các bác cứ lên mạng tìm hiểu đấy, 2 năm trước vẫn có một số anh em người ta bán, người ta bán chỉ là 6,5 triệu. Tuy nhiên cái thời điểm đó thì là giá nó đã, giá khi nhập vào nó sẽ thấp hơn bây giờ rất là nhiều. Đấy, nhưng mà bây giờ bên em vẫn là bán cho các bác là giá bằng 6,5 triệu so với bằng giá của 2 năm trước. Đấy, tức là vì hiện nay là bên em đang là cái chương trình, em vẫn nói là cái chương trình xả hàng của bên em là nó hàng của đó hiện nay là nó về nhiều, mà thứ hai nữa là cái thời điểm là mùa chậm, mùa nắng hàng điện tử nó khá là chậm, cho nên mà bên em bán để giá cực kỳ là tốt cho các bác. Đấy, cho nên mà bác nào mà kết thì liên hệ ngay với bên em nhé, số lượng nó chỉ quá hạn thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nha, xin nhắc lại là giá của nó là 6,5 triệu nhá, 6,5 triệu một con nhá. Cảm ơn tất cả các bác.